Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay size nam đến từ thương hiệu Diesel, một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên toàn thế giới. Đồng hồ này full box, đầy đủ sách, hộp, catalog, ngoại hình đẹp xuất sắc tầm 95-98%. Đây là đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng. Rồi nhìn cái đồng hồ mê ly luôn nha, không có điểm gì để chê cái đồng hồ này cả. Các bác ưng ý thì mình mua về sử dụng thôi. Size của đồng hồ á, chiều ngang chưa tính núm là 43, tính cả núm á là 46, còn chiều dọc á mà chưa tính hai cái càng là 40, tính luôn hai cái càng á là 48. Kim giờ, kim phút, dạ quang, khi mình đeo cái đồng hồ lên tay vào ban ngày thì mình thấy bình thường, còn khi mà mình mang vào bóng tối hoặc là vào ban đêm á thì hai cái kim này nó dạ quang sáng rực lên, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Thiết kế của mẫu đồng hồ này rất là phá cách, độc đáo, không kém phần sang trọng và chuẩn men. Các bác yêu thích thương hiệu Diesel thì không thể bỏ qua cái mẫu đồng hồ này vì nó rất là đẹp và rất là sang. Cuốn catalog rất là dày luôn nha. Đây, full box cho các bác sử dụng. Vỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp theo năm tháng. Em quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ cho các bác tham khảo nha. Mình thích thì mình mua thôi, không có cái điểm gì để chơi cái mẫu đồng hồ này cả. Đẹp xuất sắc, rất là sang, rất là chuẩn men luôn nha. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như là Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Giá bán rất là mềm, mình đã show một cái đồng hồ rất là xịn, rất là đẹp đến từ thương hiệu Diesel. Đề ngay chốt khóa của đồng hồ cũng có khắc thương hiệu Diesel và số series. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn đến từ thương hiệu Diesel cho các bác đeo và sử dụng hàng ngày.